Ừ. Đây, lấy đồ giục ra. Tao chơi là đây nè, nghe nè, cái bản mặt này nè, đứng đây nè, bản mặt này dắt chai về nhà, rước tới nhà luôn nè, không, đây là Facebook của mày luôn á, dắt chai về nhà nè, còn thằng chó này nè, thằng chó này đủ má, nó lấy vợ ta về tới số phòng nè, má này nè, tôi mày hay vậy đó, đó, tụi mày gan á, đây, đằng này cuối cùng trong cuộc đời mày gặp mặt tao đúng không, tôi mày hay, giờ mặt thẳng lên đây, giá làm dám chịu gì dám nhận, đây. Nổi tiếng rồi đó nè, Facebook của mày nè, tự mày coi luôn, tự mày quay lại luôn đó. Nhưng mà mặt mày nè, dẫn trai vô phòng, chồng đi làm cái đêm về dẫn trai về tới phòng đó. Đây còn thằng này nè, lấy vợ anh ta nè, thử vô đây coi đi, mày không bao giờ cần thải đâu, nhớ hãy mua đồ giống như tao mua cho nó mua gì đó, ăn uống phải nấu cơm sẵn cho nó ăn vậy đó nên mới được, nghe không, vợ tao quen dữ rồi, về làm vợ mày không biết nói sao, mày nhớ lấy, rồi tao nói cho mày biết luôn, từ đây á về sau đừng bao giờ mày léo hánh vào cái chỗ này của tao, mày không an toàn đâu, còn tao này nữa, mày đã như gì gọi á thì mày không bây giờ quay về đây nữa, nghe không, mẹ của mày á đã gì cãi ba đi, còn mẹ đâu, lấy đồ của mẹ mày ra, mày hứa với tao như thế nào nếu mà mày đi á thì con mày chính là người giục đồ mày ra đường. Đây lấy đồ giục ra, tao chơi là đâu đó rõ ràng lắm, kéo vào cho ba đây, đây dùng cái đó cho ba, rồi nó lấy nó làm rồi nữa làm gì làm, tao sống rõ ràng vậy đó, giục ra. Ừ, đừng trách người khác vô tình tại mình quá cố ý nữa, giờ con gái nè đó, hứa với người ta là sống với người ta, nếu mà không sống á thì con gái sẽ gom đồ giục ra, đây đúng, con gái sẽ gom đồ giục ra, rồi rồi em vô đây rồi đi đó, đây nè, thương cỡ nào là bây giờ chơi lên cái đó, càng thương á thì càng hẳn, coi mày hay đó, tao nhắn tin cho thằng tao nó nghĩ mày như thế nào hiểu rồi đó. Bây giờ tự gương đồ đi. Mày gương đồ lên cho nó, rồi mày chở nó đi. Mày á. Hay là mày muốn nằm đây? Tao chưa bao giờ làm những gì mà có lỗi với vợ luôn á, thiệt mày luôn á. Thằng nào hiện? Thằng này làm gì đứa con? Nói vậy. Đập chết mẹ nó luôn chứ, nó hiền hả? Mày hung cả nào với vậy? Mày á hiền đó. Đúng rồi. Tao là nãy giờ tao đợi thằng em tao qua nãy giờ. Nó đâu? Vậy mà lấy vợ ra đưa đây. Mày khang ha. Con này gan thiệt. Nhớ sống hạnh phúc nè. Nghe không? Rồi đi đi. Tạm quay lại con. Quay cho bà ngoại con thấy là cha cả tao nói cho chúng mình cũng nói luôn. Rồi, giữ lấy, rồi đi đi. Mày nhìn nữa, không bao giờ được léo hánh vào cái công ty của mày nha, mày còn bụng máu đó là hai đứa mày chết mẹ cho tao. Tao nói là tao làm đó, tao mày hay, mày thấy những gì tao làm đó.